Nhóm ngu nhất là biết mình ngu mà không làm gì, cũng không theo thằng nào, cũng sợ không dám làm gì, cũng không học, cũng không có thằng nào chỉ mình, mà chỉ bố cũng không nghe. Là nhóm ấy là nhóm ngu nhất rồi. Liên hệ hotline 0976776622 để được tư vấn trực tiếp. Người mà hạnh phúc nhất là người có trí tuệ để quán chiếu mọi thứ, để tự ra quyết định. Nhưng người đấy lại phải là người từng trải và có trí tuệ rất tốt. Thứ hai là người mà không có trí tuệ thì họ tìm được một người có trí tuệ để họ tin cậy, để đi theo, mà chúng ta hay gọi là mentor. Để đi theo, nó giống như là huấn luyện viên. Và thứ ba là mình không có thầy, cũng không phải là người giỏi, thì mình phải va đập, tức là dùng cái lao động của mình thôi thì không đa nghi nữa, cứ làm đi thôi, cứ làm sai sửa chừa đẻ thôi, chứ bây giờ biết làm sao được. Và ngu nhất là thấy mình ngu mà cũng không làm gì cả, thế là ngu vĩnh cửu đấy. Thế thì Nguyễn Duy Đồng là như vậy, là em đã có gì ạ? Nếu thực sự mà em cho rằng mình ngu mà lại có một người nào đó họ chuyên chỉ cho em thì em không cần ra quyết định cũng được, thì em cứ làm theo họ, mà đấy là con đường thành công. Họ là người thành công rồi thì cứ tin họ mà làm đi, cần gì phải ai ra quyết định. Ví dụ như là mình ngồi trên taxi chẳng hạn, mình đâu cần phải ra quyết định, mình chỉ cần chỉ đích đến thôi mà. Chứ còn ông nào mà lại ngồi trên taxi mà lại cứ ngồi cả chỉ đạo nữa, là đây là quyết định của em là phải rẽ phải, quyết định của em là phải rẽ trái, thì vậy thì để làm gì? Vậy cho nên nếu mà bạn xác định vế đầu tiên của bạn là bạn thấy là gì ạ? Bạn thấy mình là không có giỏi, là bạn đã thấy được mình ngu, là đã giải quyết được 50% ngu rồi đấy. Thứ hai là bạn đã có người họ chuyên môn ra quyết định hộ bạn, thì như vậy là bạn lại có được cái vế thứ hai rồi. Như vậy bạn là nhóm hạnh phúc thứ hai. Còn nhóm hạnh phúc nhất là có trí tuệ để tự ra quyết định. Nhóm hạnh phúc thứ hai là mình ngu, mình biết mình ngu và mình có thầy. Và nhóm thứ ba là mình ngu, mình biết mình ngu và mình có tiền để vận hành sửa sai. Cú mẹ mở khởi nghiệp phá sản sửa, khởi nghiệp phá sản sửa, có tiền mà. Đấy. Còn nhóm ngu nhất là biết mình ngu mà không làm gì, cũng không theo thằng nào, cũng sợ không dám làm gì, cũng không học, cũng không có thằng nào chỉ mình, mà chỉ bố cũng không nghe. Là nhóm ấy là nhóm ngu nhất rồi. Cho nên chúc mừng là bạn vẫn còn ở nhóm 2 nhé, là bạn còn rất hạnh phúc. Cho nên nếu có người chỉ cho bạn và bạn không cần phải ra quyết định, bạn cứ làm theo họ, rồi bạn ngẫm xem là tại sao họ lại ra quyết định như vậy. Và bạn chỉ cần giải thích được câu hỏi là tại sao họ ra quyết định như vậy, và bạn được thời gian bạn ngồi bạn tâm sự với họ: chú ơi, chú cho cháu hỏi làm sao mình lại không phải là thế này mà lại là thế kia. Bạn cứ như đứa 3 tuổi nó hay hỏi ấy, nó hỏi mẹ nó: mẹ ơi, tại sao không phải là thế này mà lại là thế kia. Và bạn cứ ngu ngơ cho tôi. Bạn hỏi như vậy một thời gian, bạn sẽ hiểu được cơ chế ra quyết định của ông thầy bạn. Thì đấy mới là người thông minh. Và nên nhớ, bọn tôi là chủ doanh nghiệp, bọn tôi học rất nhiều từ các đại ca chuyên môn đấy. Ví dụ tôi mời về làm giám đốc kinh doanh thì tôi cứ phải ngu chứ, ngu lắm, tôi không biết gì đâu. Cậu xem là tại sao như thế này mà tại sao là như thế kia, thì anh em nó mới giải thích cho mình, thế là mình khôn lên đấy. Cho nên không nhất thiết phải ra quyết định. Điều quan trọng, người họ ra quyết định cho mình là người họ giỏi, và mình biết tại sao cơ chế họ ra quyết định. Vậy tôi tổng kết lại câu hỏi của bạn, có 4 nhóm:
Hạnh phúc nhất là có trí tuệ để tự mình ra quyết định, người ta gọi là ung dung tự tại. Hạnh phúc thứ hai là mình ngu, mình biết mình ngu mà mình có người dẫn dắt. Thứ ba, mình ngu, mình biết mình ngu nhưng mình còn có tiền vận hành và mình dám vận hành cuộc đời này, sai sửa, chữa đẻ. Còn ngu nhất là ngu mà không biết là ngu và cũng không làm gì cả, thì gọi là ngu vĩnh cửu, phí một đời nhá. Đấy là vì vậy tôi chúc mừng bạn, bạn hạnh phúc ở tầng thứ hai. Câu chuyện thứ hai nữa, để học được người trí thì bạn hãy làm theo họ. Và việc thứ hai nữa, bạn hỏi họ xem họ giải thích cho mình cái cơ chế ra đòn, thì từ đấy bạn sẽ có trí tuệ. Chứ không phải là mình không được ra quyết định, đến bố điên quá, bố phải đến cái chỗ nào bố ra quyết định, mà bố ra quyết định là bố lao xuống hố cũng được. Như vậy là bị điên chứ không phải là người bình thường nhá. Rồi, chúc bạn thành công, cảm ơn bạn. Việt Nam nằm trong 3 nhóm hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất ASEAN. Trong 10 tháng đầu năm 2019, lượng vốn thu hút được từ 29 thương vụ có công bố là 751 triệu USD. 52 trên 63 tỉnh thành đã ban hành kế hoạch và bố trí nguồn lực hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp. Hơn 300 sự kiện về khởi nghiệp sáng tạo đã được tổ chức. Hơn 10 chương trình truyền hình về khởi nghiệp sáng tạo được phát sóng trong cả nước. Số lượng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế không ngừng tăng nhanh qua các năm. Hiện nay có hơn 100 quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam. Không có ý tưởng khởi nghiệp, có ý tưởng nhưng khởi nghiệp thất bại, không có khả năng quản lý và vận hành doanh nghiệp, không thể gọi vốn từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Business Board là chương trình đào tạo startup khởi nghiệp hoặc làm chủ doanh nghiệp kế thừa thực tiễn, được tích hợp bởi 3 yếu tố: rèn luyện phần thân. Business Board được áp dụng theo phương pháp rèn luyện theo mô hình quân đội với lịch trình hoạt động một ngày từ 5 giờ 30 phút sáng cho đến 22 giờ 30 phút tối trước khi đi ngủ, bao gồm các hoạt động ăn, ở, hoạt động thể chất và tinh thần. Rèn luyện phần tâm, Business Board là chương trình mang đến cho sinh viên suy nghĩ tích cực, ứng xử phù hợp, trung thực với bản thân. Rèn luyện phần tuệ, tư duy làm chủ, đủ năng lực tiếp nhận và vận hành doanh nghiệp kế thừa, đủ năng lực xây dựng và vận hành một doanh nghiệp startup. Bên cạnh đó mang đến cho các bạn sinh viên khả năng giao tiếp tiếng Anh để sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế, làm việc với các đối tác nước ngoài, đồng thời có nhiều kỹ năng hòa nhập với cộng đồng doanh nhân như kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm. Hoạt động ngoại khóa như giải marathon sinh viên CEO Việt Nam, giải bóng đá sinh viên CEO Việt Nam, giải văn nghệ sinh viên CEO Việt Nam đẹp và trí tuệ, sự kiện gọi vốn Startup sinh viên CEO Việt Nam trí tuệ và mạnh mẽ, sự kiện ngày hội việc làm doanh nhân CEO Việt Nam. Với lộ trình một năm học đầu tiên, sinh viên được trang bị đầy đủ thói quen của một người thành công, sinh viên có được sức khỏe dồi dào, tinh thần mạnh mẽ giúp việc học tập, làm việc đạt được hiệu quả cao, được trang bị kỹ năng đọc sách và thuyết trình, nói tiếng Anh thành thạo và kỹ năng giao tiếp. Điều hành doanh nghiệp kế thừa hoặc Startup khởi nghiệp. Năm thứ hai, tự vận hành doanh nghiệp kế thừa, xây dựng Startup khởi nghiệp. Buổi tối, sinh viên tiếp tục học chương trình cao đẳng chính quy. Năm thứ ba, ban ngày sinh viên tiếp tục vận hành doanh nghiệp kế thừa hoặc vận hành doanh nghiệp Startup. Buổi tối, sinh viên tiếp tục tự học để hoàn thiện chương trình cao đẳng. Năm thứ tư trở đi, sinh viên vận hành doanh nghiệp của chính mình, liên thông lên đại học nếu có nhu cầu. Business Board là chương trình thuộc bản quyền của CEO Việt Nam Holding, tiền thân là tập đoàn CEO Việt Nam hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm CEO Việt Nam Holding tại các tỉnh, địa phương, CEO Center tại các tỉnh, địa phương, trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Người sáng lập chương trình là ông Ngô Minh Tuấn, chủ tịch tập đoàn CEO Việt Nam Holding, người đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chủ tịch cộng đồng doanh nhân CEO Việt Nam. Ông đã đào tạo tư vấn cho hàng trăm công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam như Eurowindow, VN Steel Thăng Long, tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT, tổng công ty dệt may Gia Định, TH Chu Miu, là người đào tạo cho hàng nghìn doanh nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Điều kiện tham gia học tập tại Business Board, bạn cần đáp ứng 3 tiêu chí sau. Thứ nhất, tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ hai, bạn vượt qua vòng thi trắc nghiệm online kiểm tra khát vọng và sự hiểu biết về chương trình của trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Thứ ba, bạn vượt qua vòng thi phỏng vấn của các chuyên gia trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Business Board, chương trình đào tạo chủ doanh nghiệp kế thừa,
và các startup khởi nghiệp thực tiễn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.